Rồi em xin chào quý anh chị cô bác luôn nha. Thì giờ này em quay hơi sớm, khoảng 4 giờ đó, vé số má đã đi đó. Thì bây giờ em quay cái đài Gia Lai nha anh chị, ngày 6 tháng 10 năm 2023. Đó, ngày năm là Gia Lai, là ngày năm là Quảng Trị đã đi rồi nha anh chị, số đã đi rồi đó, thứ năm đó, hôm nay thứ sáu nè, Gia Lai nè, 023 tóm 26 số đầu tiên nè, 023 tóm 20, 016 544, 039 10 tóm, 042 6 tóm 1, 081 494, 095 376, 577 53. Con bắt qua. Hả? Ăn nướng không? Không, ăn nướng ông thư á, được ăn. 577 53, số đẹp cũng đẹp. Đó, số này nãy em có lấy một tờ nha anh chị. Em lấy một tờ là 064039. Trả lượng tà lấy tà khó coi. Rồi 000263. Chỗ ở đây Ninh Thuận là 20 tà, cái đây 20 tà nha chị. Cái đây đoán lại là đại lý nó vô cho mình nó 20 tà ra thành được 4 số. Đây 4 số là tóm số là nó nhiều nha anh chị, mà đưa dài số em bán cái máy tà. Đại lý vô bóp có lớn tuổi quá rồi. Nay mình cũng không có trách bà. Đại lý tới gần 90 tuổi rồi anh chị. Đó, bớt dò đó, bớt gái dò gần 90 tuổi nên mình không có chấp nha. Đó, bớt kêu thì không có thời gian, bớt dò đâu bớt mày chứ, bớt không có thời gian mà phân cái đây ra. Nếu cái đây là phân ra chứ đúng là 20 tờ nè anh chị, mà phân ra nè, cho nhiều người bón nó phân ra đó. Đó. Rồi, 071119, ở đây hai số 0 và tới số 9 nha anh chị. Mỗi cặp số là hai số 0 này, hai số 1 nha anh chị. Từ 0 đến 9 là cái số phần trăm còn nữa nha anh chị. Đó. Rồi 044 tóm 51. Đó. Rồi hồi nãy em lấy số này nè. Thì em lấy số này. Đó, em lấy số 57553 đi. Em lấy một số này. Nãy em lấy một số là 57553 nha anh chị. 57553 này mà em lấy hần, đúng rồi em lấy hần 1. Đó, 157553. Và em lấy số số 064039 nha anh chị. Nãy em có lấy hai số. Em lấy hai số này em tỏa là em lấy số này. Do ngày nay lấy cũng 4 tờ đó anh chị, cho nên thôi ngày mai thì bón thì lấy 2 tờ thôi đã. Bôi giờ ân số nọ nữa lấy tiếp nha anh chị. Đã chưa bón như thấy mà lấy nhiều quá. Đó, mới bón 2 tờ cho mình 2 tờ nữa là 4 tờ. Rồi nha anh chị, số hôm nay chỉ bao nhiêu thôi. Thì cũng quay cho anh chị mình xem anh chị nào ở khu vực này mình thấy cái video của em mình ân như vậy, ân thấy hợp con số nào đó. Hôm số nọ anh có cái chị bán với số vô số chị nó là cái đài Gia Lai nó thường hay ra con số 39 nha anh chị. Thường hay ra số 39. Rồi. Thì cũng như thường lệ thì cái số ngân hàng Aribank và số tài khoản của em đây. Zalo các bạn nha anh chị. Đó. Anh chị lấy số điện lấy số trước 5 giờ 20 còn tốt. Trước 5 giờ còn tốt, còn không thì em giữ số cho anh chị. Rồi thì video đến đây có lẽ là em quay đến đây cũng xin tạm dừng, chúc cho anh chị mình ngày hôm nay cũng như ngày mai được may mắn phát lộc phát tài, được như ý như ông thần tài ông địa cho quý vị những con số mà nó chính xác. Hả, tôi ngủ theo nhiệm vụ anh chị mua tại vé số cho nó chuẩn số rồi nó theo đó nó vô luôn để cho anh chị mình có chút tài lộc. Rồi em xin cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị
những cái video sau.